À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Hôm nay cô và các bạn cùng nhau đi tìm hiểu một mảng kiến thức về hình học. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách đo góc, và thông qua cách đo góc thì chúng ta sẽ được tìm hiểu sâu hơn về các loại góc, đó là góc nhọn, góc tù và góc bẹt. Vậy làm cách nào để chúng ta đo góc và làm như thế nào để chúng ta xác định được đó là góc nhọn, đó là góc tù hay là góc bẹt? Thì sau đây cô và các bạn cùng nhau đến với bài giảng ngày hôm nay. Mở đầu bài giảng ngày hôm nay thì các bạn đã bắt gặp được một đoạn hội thoại đúng không ạ? Các bạn nhỏ này đang xem những cô múa quạt và chiếc quạt xòe ra khéo quá. Các bạn hãy quan sát chiếc quạt này. Và chiếc quạt này thì có lúc sẽ được gập lại hoặc có lúc sẽ được mở rộng ra, xòe đều. Rồi, bây giờ cô sẽ cho các bạn quan sát hình ảnh một chiếc quạt khi mở rộng cánh. Chúng ta thấy chiếc quạt này khi mở rộng cánh thì hai cái bên lề của nó sẽ được tách ra, đúng không ạ? Và điểm chung của nó chính là chỗ tay cầm. Bây giờ cô sẽ vẽ đường thẳng thể hiện hai cạnh của chiếc quạt như sau. Cô có cạnh 1 là cạnh AO, cạnh thứ 2 là cạnh OB. Và đây chính là hai cạnh của chiếc quạt, với ô là tay cầm của chiếc quạt đây ạ. Và chúng ta có hình bên có góc đỉnh ô. Góc đỉnh ô này được tạo bởi cạnh AO và cạnh OB. Như chúng ta đã biết, góc thì được tạo bởi gì? À đúng rồi, góc là điểm chung của hai cạnh đúng không ạ? Chúng ta thấy AO và OB khi gắn với nhau thì điểm chung của nó là điểm O. Vì vậy, ta sẽ kết luận được là góc đỉnh O được tạo bởi cạnh AO và cạnh OB. Thông qua đó thì các bạn hãy xác định cho cô các góc của các hình sau. Ta có cạnh MC và cạnh CN. Ta có cạnh DE với cạnh EV. Và ta có cạnh LF với cạnh SK. Sau đây các bạn xác định góc cho cô nào. Góc nó đang nằm ở đỉnh nào? Rồi, đối với hình số 2 là có cạnh MC và cạnh CN thì chúng ta thấy đang có điểm chung là C giữa hai cạnh đúng không ạ? Vì vậy chúng ta sẽ kết luận được là góc đỉnh gì? À, góc đỉnh C cạnh là CM và CN đúng không ạ? Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có hình số 3, hai cạnh DE và EV có điểm chung là đỉnh E. Vì vậy chúng ta có góc đỉnh E được tạo bởi cạnh ED và cạnh EV. Tiếp tục sang đến hình cuối cùng, ta thấy là trên một đoạn thẳng này thì đang có 3 điểm, đó là LF, LS và K. Trong khi đó, cái đoạn thẳng này được tạo bởi hai cạnh là LF và LK. Cô xin lỗi, được tạo bởi hai cạnh là LS và SK. Và chúng ta thấy điểm S là điểm chung. Do đó chúng ta kết luận rằng góc đỉnh S được tạo bởi cạnh LS và cạnh SK. Rồi, thông qua đây thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về đơn vị đo góc. Cô sẽ lấy góc đỉnh C được tạo bởi cạnh MC và cạnh CN. Để đo góc, ta thường dùng đơn vị là độ, ký hiệu là một ô tròn như này. Tiếp tục nào, đo góc bằng thước đo góc. Vậy làm cách nào, sử dụng thước đo góc như thế nào? Thì sau đây các bạn cùng quan sát với cô. Đây chính là thước đo góc. Đầu tiên, chúng ta đặt tâm của thước trùng với đỉnh của góc. Cô sẽ xét với góc này, ta có đỉnh C đúng không ạ? Ta sẽ đặt tâm của thước trùng với đỉnh là C. Sau đó, vạch không độ của thước trùng với một cạnh của góc.
ta sẽ lấy cạnh không độ của thước trùng với cạnh CN. Tiếp tục đến bước cuối cùng là chúng ta sẽ đọc số đo tại vạch của thước trùng với cạnh còn lại. Ta sẽ đọc số đo trùng với cạnh CM. Bây giờ, chúng ta hãy xem cạnh CM đang ở số đo là bao nhiêu. À, chúng ta thấy CM đang ở số đo là 60 độ. Do đó, góc đỉnh C được tạo bởi cạnh CM và cạnh CN có 60 độ. Các bạn lưu ý, khi chúng ta đặt thước quay sang bên tay phải thì chúng ta sẽ đọc số đo góc ở phía đằng trong. Còn khi một cạnh quay sang phía tay trái thì chúng ta phải đọc số đo góc ở phía đằng ngoài. Các bạn lưu ý cho cô như vậy. Rồi, cô xin nhắc lại một lần nữa về cách đo góc của thước. Cô sẽ xét góc đỉnh C được tạo bởi cạnh CM và cạnh CN. Đầu tiên, cô sẽ đặt thước đo góc trùng với tâm của đỉnh, tức là cô sẽ đặt tâm của thước đo góc trùng với cả đỉnh C. Tiếp tục, vạch không độ của thước sẽ trùng với cạnh CN. Đây, vạch không độ trùng với cạnh CN. Vì vậy, chúng ta chỉ còn tồn tại một vạch nữa, đó là vạch CM. Và vạch CM này sẽ trùng với một vạch trong thước đo độ, và vạch đó chỉ số đo độ của góc đỉnh C. Ví dụ như ta thấy cái cạnh CM này đang chỉ vạch 60 độ. Do đó, góc đỉnh C được tạo bởi cạnh CN và cạnh CM rộng 60 độ. Rồi. Tiếp tục, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các loại góc. Ở năm lớp 3 thì chúng ta mới được tìm hiểu về góc vuông, đúng không ạ? Và lên lớp 4, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các loại góc, đó là góc nhọn, góc tù và góc bẹt. Vậy, từ góc vuông thì chúng ta có thể xác định được đâu là góc nhọn, đâu là góc bẹt và đâu là góc tù. Vậy làm như thế nào? Thì sau đây các bạn kẻ và quan sát cho cô 4 góc trên. Đầu tiên thì cô sẽ dùng thước eke để kiểm tra. Chúng ta đã biết khi kiểm tra góc vuông thì chúng ta sẽ sử dụng thước eke, đúng không ạ? Sao cho hai cạnh của thước eke trùng với hai cạnh được tạo bởi góc thì chúng ta sẽ thấy nó là góc vuông. Thì ở hình 1 ta có góc vuông có số đo bằng 90 độ. Từ đó ta sẽ lấy chuẩn là góc vuông và số đo chuẩn bằng 90 độ. Tiếp tục quan sát hình 2. Chúng ta cũng lấy cho cô về thước eke. Một cạnh đáy của thước eke trùng với cả cạnh đáy còn lại. Tiếp tục, cạnh trên, cạnh hướng lên sẽ trùng với cạnh thứ hai thì nó là góc vuông. Còn nếu như hình bên, ta thấy cạnh còn lại, tức là cạnh thứ hai này, đang có chiều hướng là xiên về bên trong so với cái cạnh của thước eke. Vì vậy, ta thấy nó sẽ nhỏ hơn 90 độ. Và khi nhỏ hơn 90 độ thì chúng ta gọi đó là góc nhọn. Hay kết luận rằng góc nhọn có số đo bé hơn 90 độ. Tiếp tục, các bạn cũng quan sát cho cô vào hình số 3. Ta thấy một cạnh trùng với cạnh dưới của thước eke. Nhưng cạnh thứ hai ta thấy nó đang có chiều hướng là đi ra ngoài, tức là dịch ra xa hơn so với cạnh còn lại của thước eke. Và cái góc này nó đang lớn hơn 90 độ. Và khi một góc lớn hơn 90 độ, ta sẽ gọi nó là góc tù. Hay kết luận, góc tù có số đo lớn hơn 90 độ. Tiếp tục đến góc bẹt. Đến hình số 4 nào. Hình số 4 ta cũng thấy một cạnh của hình đang trùng với một cạnh của thước eke. Tiếp tục, khi chúng ta đặt thước eke ngang ra thì chúng ta vẫn thấy cạnh ngang của thước eke cũng trùng với một cạnh của hình này. Do đó ta gọi hình này là góc bẹt. Hai góc bẹt có số đo bằng 180 độ, tức là bằng hai góc vuông, đúng không ạ? Rồi, vậy thì thông qua hoạt động đó ta thấy rằng
Để kiểm tra được các loại góc, góc bẹt, góc tù và góc nhọn thì chúng ta dựa vào đặc điểm của góc vuông là hai cạnh của góc vuông sẽ trùng với hai cạnh của thước Eke, đúng không ạ? Và bây giờ để tìm hiểu sâu hơn, xác định tên các loại góc và số đo cụ thể thì chúng ta sẽ đi đến với hoạt động 1. Trong hoạt động 1, đề bài yêu cầu chúng ta xác định tên các loại góc dưới đây và cho biết số đo cụ thể của từng góc. Đầu tiên, để biết được các loại góc thì chúng ta cần phải xác định cho cô là đỉnh. Đỉnh của nó là góc nào? Ví dụ, ta thấy cạnh CA và cạnh AB có đỉnh là đỉnh A chung, đúng không ạ? Vì vậy, trong hình này sẽ có góc đỉnh A được tạo bởi cạnh AC và cạnh AB. Tương tự như vậy thì các bạn hãy chỉ cho cô các đỉnh còn lại của ba hình bên. Các bạn có một phút để thực hiện. Rồi, bây giờ đến với hình thứ hai, chúng ta thấy có cạnh PM và cạnh MQ, do đó có điểm chung là điểm M. Ta kết luận rằng góc đỉnh M được tạo bởi cạnh MP và cạnh MQ. Tiếp tục đến hình thứ ba, ta thấy có cạnh SH và cạnh HK có chung đỉnh H, đúng không ạ? Vì vậy chúng ta sẽ gọi là góc đỉnh H được tạo bởi cạnh HS và cạnh SK. Tiếp tục nào, ta thấy đây có hai cạnh là DO và OE cùng nằm trên một đường thẳng và ta thấy có chung bởi đỉnh O. Do đó ta sẽ kết luận rằng góc đỉnh O được tạo bởi cạnh OD và cạnh OE. Và bây giờ chúng ta cần phải nhớ một lần nữa là để xác định tên góc ta dùng thước Eke và dựa vào góc vuông. Để xác định số đo góc thì chúng ta sẽ dùng thước đo độ hoặc thước đo góc có ký hiệu là độ là dấu tròn bên trên. Rồi, bây giờ các bạn đến với góc đỉnh A được tạo bởi cạnh BA và cạnh AC nào. Chúng ta sẽ đặt thước Eke và thấy rằng hai cạnh của thước Eke trùng với hai cạnh để tạo ra góc đỉnh A. Do đó đây sẽ là góc vuông. Và với góc vuông thì chúng ta có số đo cụ thể, đó là bằng 90 độ. Chúng ta có thể kết luận rằng góc vuông đỉnh A có số đo bằng 90 độ. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với hình thứ hai. Hình thứ hai là góc đỉnh M. Chúng ta vẫn sử dụng thước Eke. Cạnh MQ trùng với cạnh dưới của thước Eke. Còn cạnh MP chúng ta đang thấy nó thiên hướng là đi vào trong với cạnh MQ hay là nhỏ hơn so với cạnh của thước Eke đi lên, đúng không ạ? Vì vậy, nhỏ hơn cạnh của thước Eke thì đây chính là góc nhọn. Vậy góc nhọn này có số đo bằng bao nhiêu thì chúng ta sẽ sử dụng thước đo góc. Kết luận rằng góc nhọn đỉnh M. Sử dụng thước đo góc nào? Tâm của thước đo góc sẽ trùng với điểm M. Cạnh vạch không độ của thước đo góc trùng với cạnh MQ. Chúng ta sẽ đọc số đo góc ở bên cạnh MP. Cạnh MP đang chỉ số đo góc là bao nhiêu? À đúng rồi, cạnh MP đang chỉ số đo góc là 55 độ. Do đó góc đỉnh M được tạo bởi cạnh PM và cạnh MQ có độ là 55 độ. Hay chúng ta kết luận được rằng góc nhọn đỉnh M có số đo bằng 50 độ. Các bạn nhìn kỹ ra thì chúng ta sẽ thấy đây là 55 độ nhé. Bởi vì nó đang ở giữa vạch 120 và 130 thì tức là nó cũng đang ở giữa vạch 60 và vạch 50. Và đó chính là 55 độ. Các bạn có thể sửa hộ cô. Tiếp tục chúng ta đến với hình số 3 nào. Hình số 3 đó chính là góc đỉnh H. Bây giờ chúng ta cũng tiếp tục đặt thước Eke. Một cạnh của thước Eke trùng với cạnh SH
và cạnh HK đang đi xa hơn so với cạnh đi lên của thức EK, hay nó lớn hơn. Do vậy, chúng ta kết luận được rằng góc đỉnh H đó là góc tù. Vậy, góc tù này có số đo bằng bao nhiêu độ thì chúng ta tiếp tục sử dụng thước đo góc. Với thước đo góc thì tâm của thước đo góc sẽ trùng với điểm H và cạnh 0 độ, vạch 0 độ sẽ trùng với cạnh SH, còn lại là cạnh HK. Chúng ta quan sát cạnh HK đang chỉ vào số đo góc bao nhiêu thì các bạn xác định được góc đỉnh H này có số đo là bấy nhiêu. Rồi, chúng ta có rằng góc đỉnh H có số đo bằng 125 độ, hay góc tù đỉnh H có số đo bằng 125 độ. Tiếp tục đến với hình cuối cùng, ta thấy cạnh DO và cạnh OE đang nằm trên một đường thẳng. Khi chúng ta đặt thước EK thì cạnh OE trùng với cạnh đáy của thước EK. Khi chúng ta đặt ngang thước EK ra, chúng ta thấy cạnh DO trùng với cạnh nằm ngang của thước EK. Và ta thấy đây chính là góc bẹt. Và góc bẹt đỉnh O thì luôn có số đo bằng 180 độ, đúng không ạ? Rồi, như vậy, thông qua phần hoạt động 1 thì các bạn đã xác định được cho cô là trong hai cạnh thì có đỉnh nào là đỉnh trung, hay góc đỉnh đó thuộc góc nhọn, góc tù, góc bẹt hay góc vuông. Và dựa vào thước EK, chúng ta sẽ xác định được tên các loại góc. Và dựa vào thước đo độ, chúng ta sẽ xác định được cụ thể hơn là góc nhọn đó có số đo bằng bao nhiêu độ, góc tù đó có số đo bằng bao nhiêu độ, đúng không ạ? Rồi, các bạn quan sát cho cô vào góc nhọn và góc tù này. Khi chúng ta đặt vạch thước EK, tức là cạnh MQ trùng với vạch 0 độ ở bên tay phải, thì chúng ta sẽ đọc số đo ở bên trong thước EK, ở phía bên trong lần thứ hai. Còn ở bên góc tù, khi chúng ta đặt một cạnh về phía bên tay trái, thì chúng ta sẽ đọc cái số đo góc ở vạch bên ngoài cùng của thước đo góc. Các bạn phải phân biệt cho cô được cách đọc số đo, được không ạ? Rồi, bài giảng của cô đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng lần sau. Và các bạn có thể làm thêm bài tập trong sách giáo khoa hoặc sách bài tập để củng cố sâu hơn về góc nhọn, góc tù, góc bẹt và góc vuông, và sử dụng thước đo góc để kiểm tra xem góc đó bằng bao nhiêu độ. Và cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng lần sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.